Không có chi, không có chi. Mà anh Hiếu nè, không biết là cảm xúc tình yêu sét đánh sẽ như thế nào ha? Thật sự thì anh cũng chưa có được cái may mắn hả? Chưa được may mắn trải qua cái cảm xúc đó nên cũng không biết là nó sẽ như thế nào. Nhưng mà chắc là cũng vui và thú vị lắm ha Vân Trang ha? Vui thú vị thôi hả ta? Tình yêu sét đánh thì chắc là... Trời, chắc là phải là dựng tóc gặp, lên rồi. Vừa gặp là biết là yêu liền luôn đúng không? Dạ, vậy là muốn chết rồi đó. Anh biết không, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã say mê cái ánh mắt của cô gái khi lần đầu tiên cô ấy nhìn anh và xác định ngay em là của anh đó. Theo anh được biết thì đây là một ca khúc nằm trong phim ngắn Giải Cứu Tiểu Thư được khán giả yêu thích trong thời gian qua. Và đây cũng là một trong những ca khúc trữ tình nhẹ nhàng phù hợp với chất giọng nam khàn của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Nhưng ngày hôm nay, Em Là Của Anh sẽ là một phiên bản remix hoàn toàn mới trên sân khấu của Việt Nam Top Hits.
qua cái MV phim ngắn được mang tên Giải Cứu Tiểu Thư thì được sự đón nhận rất nhiều từ quý khán giả. Chính vì ngày chính vì đó thì hôm nay thì Hiếu đem đến ca khúc Em Là Của Anh, một nhạc phẩm cũng nằm trong MV phim ngắn Giải Cứu Tiểu Thư để gửi đến quý vị, và mong là quý vị sẽ thưởng thức phần trình diễn này của Hiếu.